Chú chào An. Dạ, chào cháu chủ ạ. Cháu đang ở Nhật hả? Dạ, hiện tại cháu đang ở Nhật Bản ạ. Cháu đang ở Nhật. Dạ. Làm việc với đó cháu. Dạ, cháu đi làm bên này. Mình nói tiếng Nhật hay tiếng gì cháu? Dạ, ở trong công việc thì cháu nói tiếng Nhật. Còn chủ yếu ở về nhà sống thì mình vẫn sinh hoạt như người Việt mình á. Vì mình sinh hoạt cùng người Việt chủ. Về à. Về Dạ. cho học tiếng Nhật trước khi đi đi làm hay sao? Phải biết tiếng Nhật đúng không? Dạ, trong công việc thì mình biết tiếng Nhật thì nó là một lợi thế. Mình dạ, mình hiểu được công việc. Nếu không thì sao? Nếu không thì là nói gì tiếng Anh Nếu không thì bằng cử chỉ ạ. à? Sau đấy thì cùng có nhiều người họ làm sao những công việc mà họ làm đi làm lại thành một thói quen, như là một thói quen họ làm sao họ quen rồi họ sẽ tự làm được, họ không không cần vẽ nữa. Nhưng mà tất nhiên biết tiếng thì mình sẽ hiểu rõ và mình sẽ làm được chính xác hơn. Đúng rồi. Cháu thì cũng không không giỏi nhưng mà kiểu là cũng nghe hiểu cơ bản được thôi. Chứ không phải là cháu giỏi về tiếng Nhật lắm. Dạ. Hôm nay cháu cháu có người yêu giới thiệu với chủ, nói chuyện với chủ phải đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Người yêu của cháu là sinh hoạt trong nhóm thiền của chủ đó. Đúng không? Vậy ạ, cháu cũng có nghe nói rồi. Từ trước giờ đi cháu chỉ nghe qua cụm từ tỉnh thức thôi chứ cháu chưa tìm hiểu hay là gì hết. Cho nên là nãy cháu vừa trải qua một cái trạng thái thì cháu đang cũng có nhiều cái băn khoăn về câu thắc mắc á. Hiện tại thì cháu không ở trong trạng thái đó nữa, cháu bị thoát ra từ hôm qua đó. Vậy đó Từ tối hôm qua đó. Dạ. Thì đang tự nhiên là đang rất nhiều câu hỏi nó hiện về về cháu á, thì cháu nhờ chủ giải đáp một số cái cho cháu hiểu được không ạ? Bây giờ cháu kể là kể cho chú và mọi người nghe cái trải nghiệm của cháu như thế nào. Là từ đâu quá trình hay là sao ạ? Từ đâu quá trình đó. Thì là vào đêm cách đêm khoảng hơn một tuần trước á, là cháu với người yêu thì có ra bờ sông. Rồi cùng xảy ra một số chuyện, rồi cháu mới ngồi thiền. Cháu ngồi thiền ở ngoài bờ sông á. Thì tự nhiên lần đầu tiên cháu mới thiền ở bờ sông. Thì cháu được nhập thiền. Cháu cũng không hiểu cái khái niệm nhập thiền là thế nào cả. Nhưng mà cháu Thì đã thiền, cháu đã từng tập thiền trước đây chưa? cháu không tập thiền ạ. Cháu Không có trước biết thiền đấy là gì. cháu đếm cháu hay thiền. Nhưng mà cháu không tập thiền, cháu không biết gì về thiền cả, mà là một cái sự ngẫu nhiên gì đó là cháu bị khó vào giấc ngủ. Sau một kia tình cơ nào đấy mà cháu biết về thiền thì cháu thử thiền và cháu thấy dễ ngủ. Thì là tuần từ sau đó là cháu chỉ có thiền và ngủ, thiền và ngủ. Thì cháu không máu đâu ở cái gì ở thiền, không tìm hiểu gì về thiền, không biết cháu không biết tứ thể cách ngồi thiền gì cả, mà cháu chỉ thấy thiền dễ ngủ và cháu thiền đó. Vậy đó. Ok. Dạ. Yeah. Ok. Như vậy được bao lâu cháu? Cháu tập thiền như vậy được bao lâu? Cháu cũng nhờ rồi, cháu duy chắc là từ cùng khoảng đầu năm nay chứ. Ok. Rồi. Dạ. Rồi cách đây khoảng tuần á, nói chuyện ngồi trên bờ sông bằng gãi rồi nói chuyện này nè rồi. Dạ, thì cũng Gọi là có một. Dạ, cháu đi tiếp cái đoàn đó nhé chú. Dạ. Thì cháu thiên, sau cháu tự nhiên là nếu như mà bình thường thì cháu nghe được tiếng sóng của khoảng cách vật lý, nghĩa là mình nghe được tiếng sóng nó ở xa, cháu đang ngồi đấy thì nghe tiếng sóng ở đằng kia. Thì tự nhiên là một phút, một giai đoạn, một khoảng thời gian ngắn thôi, thì tự nhiên là tiếng sóng nó ở bên tai cháu, nó ở trong đâu cháu ạ, nghĩa là cháu không cảm nhận được cái vật lý giữa cái độ xa của sóng nữa. Cháu không phải là thấy nghe sóng nó chảy ở đằng kia nữa, mà cháu chỉ biết là sóng nó ở trong đâu cháu ạ. Nó nghe đấy luôn chứ nó không phải nằm đằng xa. Không phải năm sáng nữa, mà là nó ở ở ở trong chỗ, nó gần chỗ. Thì
Cháu không biết, cháu chưa tìm hiểu bất thứ một vấn đề gì cả nên cháu không biết cái chuyện đó là chuyện gì. Thì À. cháu vẫn về như bình thường. Thì ngày hôm đó sau đến buổi tối hôm sau về thì trong trong nhà cháu cũng có một chuyện làm thật sự đúng ra nếu mà như lúc trước là cháu phải rất là tức giận hay là gì đó, mà tự nhiên cái hôm đó cái chiều hôm đó thì cháu lại cảm thấy là tự nhiên mình không không giận cái việc đó mà cháu lại im lặng tất cả, là cháu lại cũng có đôi chút khó chịu nhưng mà cháu lại im lặng tất cả, cháu sẽ làm mọi mọi việc mà đáng đáng là cháu không thể làm đó. Thì tới buổi tối tầm khoảng Có thể kể 10 giờ cái tối chuyện gì xảy ra được không? dạ là cháu đi làm với anh, có anh sống chung trong phòng á, anh cháu đi làm thì 5 giờ chiều về, mà anh sống chung trong nhà thì anh đi làm là 2 giờ 30 chiều. Thì anh ở chỗ cháu có dán thì anh nổ bông khói dán, nổ báo và bom bông khói ạ. Thì chuẩn bị khoảng thời gian cách nhau có 2 3 tiếng à, cháu về 7 giờ, cháu trên lầu cháu nói sao, cháu về 7 giờ tối thì cách nhau có mấy tiếng đồng hồ thì cái bom khói nó rất là độc. Thì cháu vừa vào không là nó ập mùi lên mà dán nó chết ngán ngàn, mà cháu đi làm về rất là mệt, công việc của cháu nó cũng khá là tay chân cho nên nó rất là mệt. Thì nếu bình thường thì chắc là cháu buông chuối cháu phải tức giận rồi cháu buông chuối cháu bỏ là cháu đi, là cháu từng có ý nghĩa tháng năm đâu đó. Nhưng mà sau tự nhiên mà cái gì đó cháu mở thống hết cả cửa ra, sau bắt đầu là cháu bắt đầu quá trình dọn dẹp, cháu chỉ là vào mở một chút nhà rồi cháu dọn dẹp, cháu dọn, cháu xác định là cháu sẽ dọn dù có đến khuya cháu cũng dọn, cháu sẽ dọn xong cái này, dọn trong một cái tâm thế là không tức giận À vậy đó, hay vậy đó. và thì vậy đó. Dạ sau đến buổi tối ạ, đến tầm buổi tối thì nói trước rõ ràng lắm nhưng mà cháu nhận được, cháu nhận ra cháu chủ cháu tìm được cháu, cháu có thể cháu không biết gọi là công ty cả, cháu tìm được cháu, cháu nhìn được cái khoảng cách giữa cháu và cái bàn nhà của cháu á, cháu có thể gọi nó là cái bàn nhà đúng không ạ. Cháu nhìn lại đó, nhìn lại những cái việc mình làm, tuy nhiên cháu thấy cái khoảng cách nó riêng rồi, có nghĩa là cháu bị được đó không phải là cháu làm, À cháu phải là những cái việc sai đó không phải là cháu làm, tại vì cháu biết cháu đang ngồi đấy, nếu mà à cháu như hiện tại bây giờ thì cháu chắc chắn sẽ không làm được những cái việc đó, những cái việc sai trái đó. Thì có cái khoảng cách cho ra như vậy thì cháu tha thứ, cháu tự nhiên cháu tha thứ cho cái gì cháu? tha thứ cho bản thân, tha thứ cho cái việc những cái việc làm sai cái trước đấy của cháu. Cháu không thấy nói thì mình làm sai mà mình không thấy có lỗi thì hơi vô lý, nhưng mà cháu biết đó không phải là cháu, cái lúc mình làm sai là đó chắc chắn không phải là cháu, vì cháu là lúc khi cháu đang đang ngồi nghĩ lại những cái sai đó, cháu biết khi đó mới là cháu. Nếu cái khi cháu đang ngồi nghĩ để mà cháu làm sai thì đó mới là điều không thể tha thứ được. Sau mấy ngày hôm sau cái nhận diện mà sự hiện diện của cháu đó nó rõ hơn, nó rõ hơn, nhưng mà nó lại cháu vừa xem hai cái video của chú thì nói về cái sự hạnh phúc, sự án nhiên từ tài với sự cái gì đó, thì thật sự cháu lúc đó cháu chỉ cũng bỡ ngỡ vì lần đầu được trải nghiệm cái cảm giác đó, thì trong cháu chỉ có đúng và sai, cháu chỉ thể nhận định được điều này đúng điều này sai, điều này khi mà cháu đang hiện diện thì chắc chắn cái điều sai cháu sẽ không làm. Người rồi tới khoảng 3 ngày sau đó à, 3 ngày sau đó cháu ở trong cái quá trình đó thì cháu cứ bị lôi đi, cháu biết là cháu đang bị lôi đi, sao cháu lại kéo về, nó cũng vì là như thế cho nên cháu cảm thấy là chưa cảm thấy được cái sự án nhiên tự tại đó, cháu chỉ là đúng sai và cảm thấy là được
sẽ thả thử được cho mọi người. Người này làm sao cho ông thả thử được, người kia làm sao cho ông thả thử được. Cùng là một cái hành động của anh Phong Bến, ví dụ như anh thì anh có cháu vì anh ấy thì không có khắc thù hằn gì khắc xấu cả, anh em mà rất là bình thường, nhưng mà cùng là một cái hành động đóng cửa rất mạnh đó. Trước cái quá trình đó cháu rất tức giận, có nghĩa là lúc đi ra cháu cũng phải đóng lại một cái chăng như vậy á cho hạ cái giận của cháu á. Chắc Nhưng mà ở làm như vậy đó hả? nhưng mà ở trong cái trạng thái đó thì lúc đó cùng là một cái động cơ đó, cháu chỉ nghĩ là đó là một cái tác động vật lý nào đó của anh ấy đó, chứ bản thân anh cũng không đứng đó để đóng cửa. Cháu chỉ nghĩ như vậy, đơn giản như vậy thôi, chứ cháu không phải giận như lúc trước nữa. Tức là mình không có cho là có một người bên kia đang làm mình khó chịu phải không? Tức là Không không ạ, không ạ, cháu bởi vì cháu biết là anh ấy không chắc chứ anh ấy không ở đó đó, anh ấy không ở đó để đóng cái cửa đó, mà là bản bản thân có khi anh ấy cũng đang đang đi xa, giống như mà hồi trước cháu bị đứa đi đó, kiểu là không phải là lúc cháu đang ngồi ngồi đấy và nhìn anh ấy đóng cửa. Nhưng mà có một cái điều ngược nhau này thì cháu muốn hỏi là khi mình đang có mặt, xong rồi mình ví dụ như cháu đang có mặt, hôm qua cháu đang có mặt, cháu sẽ nghĩ đến cái cuộc gặp với chú, lúc đó cháu sẽ nghĩ là cháu sẽ hỏi những câu hỏi gì với chú, thì chính những cái suy nghĩ đó là đưa cháu đi, cháu bừng tỉnh thì cháu mới quay trở lại. à Vậy thì có cái cách nào mà mình vừa có mặt mà mình lại vừa suy nghĩ được là cháu sẽ hỏi những câu gì của chú với chú không ạ? thì tại vì cháu mới đó, thành ra cháu chưa quen, nó là cái thói quen suy tư trung bình nó mạnh lắm, thành ra lúc mà cháu nghĩ là à, mai nói chuyện với chú Hành sẽ hỏi những câu này, cái mình chạy theo cái dòng suy tư luôn, chạy là Đúng đó, đúng ạ, mình chú đúng tâm vào đó. nó rồi con đi luôn. Nó mất cái sự chú tâm, mất cái sự hiện diện đó, đúng không? Sự có mặt hiện diện đó Dạ đúng đó, là cháu bừng tỉnh lại cháu biết, cháu biết rồi nó mà khó định hình lắm, nhưng mà nó có mặt ở đây, mình có mặt dạ gì đang xảy ra, mình có thể nhìn dạ thấy suy tư của mình, thấy suy tư nó dậy khởi lên, nó trôi như mây trên trời. Thì dần dần cháu tập cháu tập thiền đó, dạ rồi từ từ mình sẽ ổn định được cái đó, tại vì nó mới đó, thành ra mình chưa có nhận ra. Bây giờ thì nó lắng lại rồi đúng không, nó không có rõ ràng như là tuần trước nữa đúng không? không phải ạ. Giờ thì nó rã hẳn ra, cháu cảm thấy nó rã hẳn ra, chỉ còn lại là cháu cố gắng nhớ lại những cái khoảnh khắc đó À thôi, cái kiến thôi, à cái kiến thôi. Ừ. chứ tư tối quá đó, khi nó rã hẳn ra cháu biết rồi. À Nhưng dạ cái mà cháu trải nghiệm tuần tuần rồi cho tới hôm qua đó, thì nó là cái đó gọi là tỉnh thức, dạ nhận ra được chính mình, nhận ra được dạ cái bản chất của mình là cái gì, dạ thì trong tâm linh đó, ta gọi là tỉnh thức, nhận Dạ. được cái tự tánh của mình, cái bản chất của mình, Dạ. cái phần bản của mình đó. Hay là bên Thiên Chúa giáo thì gọi là bản chất thượng đế. Dạ. Thì thì chủ hay nói đó là tỉnh thức là một cái trải nghiệm, mà trải nghiệm nào đó nó cũng bắt đầu, tiếp diễn và chấm dứt, Dạ. thành ra đó nó không phải là một cái gì thường hằng được. Mình muốn như vậy, mình muốn ở trong cái trạng thái đó, thành rất dễ chịu đúng không, rất là hạnh phúc, nó Dạ. không cần một cái điều kiện nào cả, hạnh phúc một cách an nhiên tự tại như vậy. Dạ. Mình hiểu được nhiều điều lắm, trong cái đó mình hiểu được sâu sắc về vũ trụ, về đời sống. Thì bây giờ đó nó chậm dứt cái đó, tức là hôm qua xuống cái cho biết, nó ra khỏi là cho biết đúng không, tại ở trong Dạ, cái khác cho lắm, nó giao biết. nó rộng thoáng lắm, cháu nhìn cái Dạ. hình của chú nó có bầu trời đó, đó trong đó nó giống bầu trời vậy đó, cái tâm thức mình rộng thoáng lắm, dễ chịu vô cùng. Thì tỉnh thức là nhảy băng, tức là mình nhảy từ từ cái điểm A đến 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 Y, nhảy nhảy xa như vậy đó, đến điểm cuối Dạ. đó.
Thì bây giờ nó thoát ra rồi, tức là trở lại bình thường đó. Thì cháu còn cái trải nghiệm đó rồi tuần tuần rồi đó, là cháu biết cháu là cái gì. Thì bây giờ đó cái tỉnh thức nó vẫn còn ở đây, nhưng mà nó ở cái mức độ giống như là nó lắng lại đằng sau cái nền thôi, cháu hiểu không? Cái không gian mà cháu đã cảm nhận tuần trước nó vẫn còn ở đây, nhưng bây giờ nó không có rực rỡ rõ ràng như là tuần trước nữa, nhưng mà nó vẫn ở đây. Cái vấn đề là nhiều người không có nhận ra cái đó, mà mình cố đi tìm lại cái rực rỡ của tuần trước, cái chăng đó là cái vấn đề của nhiều người. Bây giờ cháu biết nó vẫn ở đây đó, nhưng mà nó không có rõ ràng rực rỡ như là tuần trước thôi, nó vẫn ở đây đó. Bây giờ cháu sẽ nhận ra đó, suy nghĩ à lúc nó xảy ra nó có một cái gì giống như là cái mặt hồ yên tĩnh đó, mà cháu ném một viên sỏi xuống nó có cái sự chấn động đó. Thì giờ đang như thế này mà lúc mà mỗi nghĩ xuất hiện ra đó, thì tiếng cháu sẽ thấy mặt hồ này nó lan ra, nó có sự ý nghĩ và cái sự nhận biết nó gặp nhau, cháu hiểu không? Vì không có gì cả, suy nghĩ nhận biết đó, nó gặp nhau như vậy đó. Nhanh lắm, chứ minh họa chiếu làm chậm như cháu thấy, nhưng mà nó làm thế này đó, nó cứ như vậy đó. Có suy nghĩ là có nhận biết, thì cái sự nhận biết nó xảy ra đó chính là cái sự nhận biết của tuần trước, mà nó rực rỡ hơn, cháu hiểu không? Nó rõ ràng hơn, nó rực rỡ hơn. Bây giờ nó trầm lặng hơn, bây giờ nó trầm lặng hơn, nó vẫn còn đó nhưng mà nó mơ hồ hơn. Nhưng mà cháu để ý thì cháu sẽ thấy à nó vẫn còn ở đây này. Thành ra mình không cần phải tìm cái rực rỡ của tuần trước, mà tìm cũng được cháu. Nhiều người đi tìm như vậy cả mấy năm đó, 3 năm đau khổ lắm, tại vì thích cái đó quá đi, cháu hiểu không? Ai cũng vậy. Có người mà thích 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 tìm lại những cái cảm giác hạnh phúc như vậy, nhưng mà bây giờ cái đó nó vẫn còn đây, chỉ cả là nó khác cái dạng thôi, nó không có rõ ràng thôi, nhưng mà nó vẫn còn ở đây. Thì cháu 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 phải nhận ra cái đó đó, là mình thực tập với cái đó. Ví dụ như là ý nghĩ nhận ra nhả ra, ý nghĩ nhận ra nhả ra, này không có theo nữa, không làm theo ý nghĩ. Thực tập được như vậy đó thì mới gọi là an nhiên tự tại hiện diện, cháu hiểu không? Ekatoli, hay nói về hiện diện đó, Ekatoli đó, Chú ơi, cháu xin lỗi chú. cho Chú nói có đi. thể nói lại cái chỗ mà cái hành động của chú vừa làm đó không ạ? Cháu muốn hiểu rõ hơn cái chỗ đấy ạ. Thì ý nghĩ đó nó không có hình dạng, thành ra chú phải minh họa bằng cái tay. Tâm nhập trầm này, nó giống như là một bên lý nghĩ, cái này lý nghĩ, thì lúc xuất hiện đó, nó xuất hiện trong đầu cháu đó, ý nghĩ xuất hiện đó, thì cái sự nhận biết nó cũng xuất hiện luôn, cháu hiểu không? Nó nhận ra có cái sự chuyển động đó của năng lượng đó, cháu hiểu không? Ý nghĩ thì nó mơ hồ quá, nói thì không ai hiểu, nhưng mà chú muốn minh họa như vậy đó, tức là ý nghĩ xuất hiện thì là cái sự nhận biết nó cũng xuất hiện, mà nó tiếp chạm với nhau, nó chạm với nhau, nó chạm với nhau thế này. Đó, ý nghĩ và sự nhận biết nó xuất hiện thì nó đồng thời xuất hiện như vậy đó, chắc hiểu không? Lúc mà ý nghĩ xuất hiện thì được sự nhận biết nó cũng xuất hiện luôn, nó nhận ra giống như cái mặt hồ đó ra đây yên tĩnh như vậy đó, mà nó có một sự dậy động là nó biết liền, đúng không? Nó có sóng liền. Thì Chắc. lúc mà cháu nhìn mặt hồ yên tĩnh mà cháu ném viên sỏi xuống đó, thì giống một cái ý nghĩ nó phát ra vậy đó. Lúc mà nó chạm mặt hồ thì nó bùng, nó tạo sự chấn động ở trong cái mặt hồ đó. Thì mặt hồ là sự nhận biết của cháu, thành lúc mà viên sỏi nó chạm mặt hồ tự nhiên nó lan ra sóng lên, thì cái sự nhận biết và ý nghĩ đó cũng vậy đó, nó cùng gặp nhau, cháu hiểu, nó xuất hiện cái lần nhận ra liền. Đối với cháu bây giờ đó là như vậy, tại vì cháu có khả năng đó, tại vì cháu đã ở được 1 tuần trong đó rồi. Cái lúc cháu ở trong cái trạng thái đó là chính xác như như chủ nói ạ, là nó xảy ra là cháu nhận ra, Đúng có rồi, nghĩa là đang có cái ham muốn cái là cháu nhận biết ngay, à cái này cái ngã mình đang lên này, mình phải kéo nó xuống, mình không đấu phải là mình chắc chắn là trong trạng thái đó. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện cháu tính hỏi chủ tiếp theo, đó là như hồi chiều nay cháu mới thấy là từ cháu bị thoát ra từ tối hôm qua, hồi chiều nay cũng có một cái sự việc khó chịu xảy ra như mọi lần đó, thì tự nhiên á cái suy nghĩ của cháu nó bị chậm lại, có nghĩa là cháu có một cái sự khó chịu đó nó xảy ra một vài giây rồi, đến lúc mà cháu mới nhận biết được thì cháu mới
thờ 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 ra và cháu nói về bản thân. Mày phải nhớ lại cái khoảnh khắc lúc trước là Okay. đấy là sự tức giận, đấy là sự tức giận, là cái bản ngã của mày, mày phải kéo nó lại. Nhưng mà nó bị chậm đấy chú ạ. Hiện tại cháu Sao nó không kêu đấy sao cháu bị chậm thôi. à, thì tại vì bây giờ đó nó không có rực rỡ, không có rõ ràng, không có đầy tràn như là tuần trước, cho hiểu không? Tuần trước nó rõ lắm, giống như là nó quá yên tĩnh đi, thành ra cái gì sự cho thấy ngay. Bây giờ chúng nói đó, cái sự nhận biết đó đó nó trầm lặng hơn, nó nằm ở sau hậu trường đó, nó nằm ra sau hậu trường, nó không có rực rỡ, nó không có ùa tới như là trước mặt mình này, cho hiểu không? Tuần trước là nó bao trùm mình và nó có rõ lắm. Dạ Bây đúng giờ rồi. thì nó rút lui sau hậu trường đó, cái sự nhận biết đó, rút lui sau hậu trường, giống như chúng cháu nhìn cái nền nền của chủ đó, nó rút lui đằng sau đó, đó như vậy đó. Thì bây giờ đó vì nó khó thấy hơn, thành nó cháu phản ứng chậm hơn vì như vậy, cho hiểu ý nghĩ nó ra đó, cháu chạy thêm một lúc mấy giây rồi cháu nhận ra, ồ cái này là cho hiểu, đó là ý nghĩ, là cái này là cảm xúc, là cái gì đó, tức là nó có sự nhận biết nhưng mà nó chậm hơn thôi, tại vì nó là giống như một người mới tập đi xe đạp với chắc, cho hiểu, phải có cái bánh xe đi nhỏ đó, phải có hai cái bánh xe nó gắn để nó khỏi lắc qua lắc lại để khái vậy. Thì bây giờ cháu đang để nhận diện ra cái sự nhận biết đó, nhưng mà ở mức độ mơ hồ hơn, mơ hồ không có rõ hơn, nó mơ hồ, nó khó thấy nhưng mà nó vẫn còn ở đó cháu. Cái điều quan trọng là nó vẫn còn ở đó, và cháu tập nhận ra cái đó, nhận ra cái sự nhận biết mơ hồ đó, đó. Như chú nói cái này nó vẫn thể xảy ra, nhưng mà nó tùy theo với là tùy theo cái mức độ trong sáng ở trong cái tâm thức của mình đó. Cháu nhìn cái bức hình nền của chủ ha, nó là cái hình nền biết rất là mình trời xanh rất là rõ đó, đúng không? Có những ngày đó cháu nhìn trời đó, nó giống như là nó có một cái lớp màu trắng nhạt, giống như ngay cổ chủ đó, đó nó có cái lớp màu trắng nhạt như vậy đó, hay là xanh nhạt như vậy đó, tức là nó bị che bởi một lớp mây. Thì cái tâm thức của cháu cũng vậy, có những lúc nó sáng lắm là không có mây gì cả, nó sáng trong rồi đó, giống tuần trước sáng trong một cách rõ ràng, nhưng mà có những lúc nó có những cái dòng suy tư nó mơ hồ, nó nằm đằng sau nền đó, nó che cái bầu trời tâm đó. Thì những lúc như vậy cháu không có nhận biết rõ đâu, nhưng cháu hiểu có lúc trời sáng lên, trời 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 mơ là như vậy. Nhưng cái gì chủ đang nói thì chắc là ý nghĩa của cái việc mà chủ đang để cái bức hình ở phía sau chủ đấy đúng không ạ? Cháu cũng mơ hồ hiểu hiểu đó đi rồi. À Thì không cháu thấy được thì chú cái thích, bức hình ở à chú thích cái nền này, tại vì nó có thể chú có thể dùng để cho chú nói chuyện với cháu về đó, chắc hiểu, tức là nó Là có nghĩa là hiện tại cái mà cháu đang cảm nhận của tuần trước là nó đang ở cái bức hình nền đó, nó đang ở phía rồi, sau nó ngôi là chủ bầu đó. trời xanh trong cái nền hình nền của chủ đó, chắc không? Nó cũng có mây nhưng mà nó có thể là nó không có rõ như là tuần trước, chắc hiểu, nó có mây nhiều đại khái vậy đó, tức là suy nghĩ của mình đó, nó có nhiều. Thì tại vì chú nói là tỉnh thức là một cái bước nhảy nhảy băng đó, tức là mình từ A mình nhảy tới cái grad, mình thấy được hết tất cả những cái sự thật cái đời sống, nhưng bây giờ nó thoát ra rồi, hôm qua nó thoát ra rồi, chứ chẳng kể cho nó hôm qua nó thoát ra, cho biết là nó thoát ra rồi, thoát ra khỏi cái trạng thái sáng bừng ra đó, bây giờ nó trở lại trạng thái bình thường. Thì bây giờ cháu tập đó, là cháu tập nhận ra cái sự nhận biết nó vẫn còn ở đây, nằm sau nền đó. Hình nền đằng sau nền của tâm thức nằm sau này, nhưng mà ý nghĩa xảy ra nó vẫn nhận ra nó chắc, nhưng mà nó mơ hơn. Thì bây giờ cháu cứ tập đi, đừng có trách là tại sao nó chậm gì cả, cứ tập dần dần đó sẽ nhanh hơn, dần dần thì nhanh hơn, và cái quá trình đồng hóa với suy nghĩ đó là một thói quen mạnh lắm, cháu hiểu không? Từ xưa giờ là mình ra cái ý nghĩ ra là mình theo nó liền, đúng không? Mình tin nó liền, mình chạy theo nó liền, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giống như bạn mà lại rủ đi cà phê là liền, không có thắc mắc có gì hết, cái bạn cái cháu mà lại rủ hey đi uống cà phê thật ăn là đi liền, đúng không? Thì suy nghĩ của mình cũng vậy, chắc nó quen rồi, mình quen con người, quen quen giải trí bằng suy tư, chắc hiểu, mình cho là một cái gì, mình cho là một cái gì nó vui vẻ, nó có ý nghĩa, nó là mình đó, đó là mình ngày xưa mình nghĩ vậy đó, đây là mình đó, đúng không? Như mình đã ai cũng vậy, chắc thế. Cháu đọc Sức mạnh hiện tại của Eckhart Tolle cho biết.
Tôi là suy nghĩ này, tôi là suy tư này, ai cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng mà Dạ. bạn nhận lầm, bạn là suy tư, tại vì suy tư nó nằm bên và nhận thức nằm bên, bạn là nhận thức. Nhưng mà tại vì mình vô minh, mình không biết mình là ai đấy, thì mình tưởng mình là cái suy tư này, thành mình cái chạy theo nó, suy tư đi bên này là mình đi, suy tư cái bên này là mình đi theo, cho nên nó đeo mình theo Dạ. đó, mình đồng hóa đó, mình tin mình là suy, mình nghĩ mình là suy tư, tại mình không có biết. Cháu thấy tuần trước mình cũng cái cháu vô ở được trong cái không gian thì mình biết, ôi trời nó hạnh phúc quá. Dạ. Anh chỉ Johnny Trí Nguyễn đó, gọi cái đó là trúng vụ trụ lót. Mà đến ngay đến những ngày sau cùng nó lơ chào chú ạ, Lừa nó sao lơ cả, chào nó lừa sao? chào và đứng ở trong trạng thái đó. Mà nhưng khi cháu lại đặt câu hỏi, ủa đấy là trạng thái gì, có phải là lúc trước gần như mình cũng có trạng thái nào? Nếu mà vậy thì 4 giờ sau này mình chỉ cần cứ tập trung như thế này là được thôi, chứ đâu có gì mà phải khó đâu. Cháu nghĩ như vậy. Mà đến khi cháu thoát ra rồi, cháu cũng tập trung, cháu cũng làm những hành động tương tự như những ngày hôm trước, nhưng nó khác làm gì, nó không không phải là ở cái góc nhìn đó nữa, nó không 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 có cái sự sâu sắc đó nữa, nó khác lắm. Nói chung là cháu dù có tập trung kiểu gì nó cũng không không thể ra được cái góc nhìn đó. À, cái trạng thái đó đó nó có cái giống như là nó phải rõ như vậy, tuần trước cháu mới nhận ra được cái hiểu, cho nên mà nó mờ mờ thì cũng khó thấy lắm. Thì cái mục đích của cái tỉnh thức là rất là mạnh liệt, rất là rõ ràng đó. Sáng bừng như vậy đó, thành ra không thể hiểu, không thể mà gọi là bỏ qua được, nó không thể là không biết được, nó sẽ biết, một người sẽ biết cái này, nó không, rất là không bình thường. Thì cái đó đó, cái ý nghĩ tương trước mà cháu vừa kể đó là thế nào mình trở lại chỗ này, là mình cứ làm như thế này, thế này, thế này. Thì bây giờ những cái đó đó nó cũng làm được, nhưng mà nó khó hơn thôi cháu. Tại bây giờ nó xa ra cái khoảng cách giữa cháu và cái đó. Tuần trước là nó như thế này ngay mặt mình đó. Bây giờ nó Đúng xa, rồi ạ. nó rút lui ra cái hậu trường này. Nó vẫn còn ở đây. Nhưng bây giờ đó, thiền tập sẽ giúp cho cháu trở lại cái chỗ đó. Cháu thử tập theo những clip thiền trên kênh của chủ đó. Cái năng lượng rất là mạnh, cái sự nhận biết rất là mạnh của cả nhóm như vậy đó, thì cháu sẽ trở lại cái không gian đó đó, mặc dù nó không có được 100%, nhưng ít ra được 40-50% đại khái vậy đó. Cái lúc đó đó thì nhờ cái sự nhận biết mình trở lại cái chỗ đó đó, từ cái tâm thức bình thường này, thì mới mới biết nhận được cái sự nhận biết, cái năm ra hậu trường rõ hơn nữa chắc đó, nhờ thiền tập bây giờ đó. Cháu thiền tập cháu sẽ nhận ra trở lại cái chỗ đó, có khi là trở lại được cái chỗ rực rỡ đó nè, mặc dù mà không được lâu dài đâu, nhưng mà ít ra cũng nếm lại được cái vị đó đi chắc, sẽ trở lại được cái chỗ chắc chắn như vậy. Tại bây giờ cháu được tuần trước đó, cháu ở được trong đó một tuần như vậy đó, thì là sẽ, cái sự nhận biết nó rõ lắm. Nó đi chỗ thì chỗ được trải qua giống như là hai giai đoạn đó chủ. Cái nhận biết cái từ thứ hai tuần trước đến thứ hai tuần vừa rồi ấy, là một cái giai đoạn như đó, nó thật sự rõ ràng, rất là rõ luôn. Có nghĩa là nhìn được, biết được mình rất là rõ luôn. Sau cái buổi chiều thứ hai á, gần như là trong giờ trong phút luôn á, phút thì cháu mình gần như trong giờ, thì cháu bị mất thoát ra khoảng 2 tiếng, 2 tiếng sau cháu vào lại được. Thì dưới con mắt lúc nào cháu vẫn nhận thức được là cháu đang đứng đấy, cháu đang ở đấy, cháu đang quan sát vật này vật kia. Nhưng mà cháu có nghĩa là lúc trước nó một cái chỗ nó rõ ràng, nó bên phải bên trái bên trên bên dưới nó rõ ràng lắm, nhưng mà đến 2 ngày 6 công đấy thì nó phải có mau hơn một chút, nó cháu thấy sự mềm mại hơn, vì không không phải gồng gánh, có nghĩa là phải phải kéo đi kéo về nhiều hơn nữa, mới chỉ cần ngồi xuống quan sát là tự nhiên có sự có mặt á. Chỉ là cháu hơi tiếc là công việc của cháu nó hơi bận quá, cháu làm cái là cháu chưa biết gì về tỉnh thức, hay là chưa biết cái sự trải nghiệm chưa tránh quỷ nộ, thì để bây giờ cũng không vào lại được. Thì bây giờ đó, cái khuynh hướng đó là muốn trở lại cái chỗ rực rỡ đó.
Thì đó Dạ đúng là thứ của những người đã nếm được cái mùi vị đó như cháu. rồi. Đúng rồi. thì như chú nói đó, nó vẫn ở đây, nó vẫn ở đây nhưng mà nó trầm lặng hơn thôi, cháu hiểu không? Dạ. Nó khó thấy hơn thôi. Dạ. Thì cái đó mới là thực sự, cái đó mới thực sự là đúng cái bản chất của nó đó cháu. Dạ. Trong trong thiền tông đó, có cái câu nói đó là bình thường tâm như bây giờ này, bình thường tâm như bây giờ này mới thực sự là đạo đó. Thì nếu trong Dạ. sự bình thường này của cái tâm thức cháu như bây giờ này đang nói chuyện với chủ này, mà cháu vẫn Dạ. nhìn ra cái đó đó, thì thực sự cái đó đó nó mới thực sự ở được với mình. Còn cái sự rực rỡ của tuần trước ấy, của 10 ngày trước ấy, nó không thể ở với mình cháu, tại cái đó là một cái trải nghiệm. Dạ. Mà trải nghiệm là một cái sự kiện, cháu hiểu không? Nó sẽ, nó có gì nó có thì nó sẽ, cái gì có thì là thành trụ hòa diệt, tức là bốn cái trạng thái của nó đó thôi, nó có mặt ở đó, nó có, nó tiếp tục xong rồi nó sẽ vật là hư hoại xong rồi nó biến mất. Cái trải nghiệm Dạ. của cháu nó là một cái trải nghiệm thôi, thì trải nghiệm nó sẽ có bắt đầu mà sẽ có tiếp tục, mà sẽ có chấm dứt. Bây giờ nó chấm dứt rồi đó, cháu hiểu không? Dạ. Nhưng mà không có nghĩa là cái đó nó mất tiêu rồi, không có. Cái sai lầm là nhiều người không biết, tưởng nó mất tiêu rồi, thành bây giờ cố đi tìm lại cái đó. Mà mấy năm như vậy nó cho từ từ đi, khổ tâm lắm. Nó vẫn ở đây nhưng mình không nhận ra thôi, tại mình tưởng nó phải rực rỡ như tuần trước, không có. Rực rỡ tuần trước chỉ là cái trải nghiệm thôi chắc. Dạ. Nhiều người sẽ trải nghiệm lại, nhưng mà cái đó mình có để, mình có trong đời cái đó chắc. Nếu mà giờ cháu tập thiền đó, đừng có trong đời gì cả, nó trở lại cái chỗ đó đó. Nhưng mà nếu cháu trong đời đó, tức là cháu nói bữa đây nó không có cái đó. Lúc mà cháu bảo cháu muốn cái đó đó, có nghĩa là ở đây nó không có cái đó đúng không? Nó không có đúng. Ở đây nó đang có cái đó, nó chỉ mờ hơn thôi. Nó không có rõ như tuần trước, mà cháu không nhận ra là nó cháu bỏ, cháu muốn cái tuần trước thôi. Thì là cháu đã chối bỏ nó ở đây rồi. Mà nó đang ở đây, mà cháu nói nó không có ở đây thì cháu không thể tìm được nó, đúng không? Tại mình nói nó không có ở đây mà, đúng không? Ước Dạ. vọng là sao? Ước vọng có nghĩa là tôi muốn cái đó đó, nó nằm ở tương lai cơ, chứ ở hiện tại không có, đúng không? Đúng rồi. Thì cái đó nó đang ở đây, cái gì biết nó đang ở đây, nó nằm đằng sau cái hậu trường của cháu bảo. Bây giờ cháu muốn cái tuần trước cơ, tức là cháu đã chối bỏ nó đang ở đây, đúng không? Cháu mới tìm, Dạ. nó không ở đây thì chắc chắn cháu đi tìm không gặp rồi, nó vẫn đang ở đây mà cháu không nhận được thôi. Đó là cái thực tập. Dạ. Thiền tập sẽ giúp cho cháu nhận ra được cái đó ở đây rõ hơn. Trong mỗi buổi thiền ấy chắc là chú và cả nhóm vào cái chỗ lại là cái chỗ đó, nhưng mà mình vào cái mà nó không gian đó, nhưng mà nó không có cái đối tượng, chắc không có suy nghĩ, thành ra là nó giống như là cái cảm giác mà lúc mà cháu ngủ đó, cháu ngủ một giấc ngon đó, mà nếu ai hỏi cháu đó ngon sao, đừng nói được, được. Đúng không? Nó chỉ là không có gì cả thôi, đúng không? Mà nó nghỉ ngơi hoàn toàn thôi. Thì trong trạng thái đó đó cháu, của sự nhận biết ấy, mà lúc nó không có đối tượng đó, là giống mình ngủ ngon một cái giấc vậy đó, tức là nó không có cái gì cả nhưng mà rất là nuôi dưỡng, nó đã lắm. Thì mỗi mỗi tuần, mỗi lần thiền ấy, cháu là vào để trở lại chỗ đó, để cho nó, cho mình cảm cảm lại được không gian đó, nhận ra rõ hơn. Thì bây giờ thiền tập sẽ giúp cháu cảm được cái không gian trầm lặng đó đó, cái sự nhận biết mà nằm đằng sau hậu trường đó, đó rõ hơn. Thành ra lúc lúc mà cháu sinh hoạt đó, cháu sẽ dễ dàng nhận ra ý nghĩa hơn. Bây giờ nó chậm nhưng mà sẽ từ từ nhanh hơn cháu, thì quá trình là như vậy. Bây giờ cái điều thực tập của cháu là nhận ra sự nhận biết nó đang nằm ở đây, mơ hồ hơn, không rõ hơn, nhưng nó vẫn ở đây mà nó vẫn nhận ra ý nghĩa. Như chị nói đó, nó bùng ý nghĩ nhận biết, ý nghĩ nhận biết nó xảy ra đồng bộ như vậy chắc nhanh lắm, nhưng mà chúng mình chậm chậm để cháu thấy thôi, cháu hiểu không? Đó là Dạ. bắt nhau nhanh lắm, nó như thế này này, nó như thế này đó, cháu thấy là nhanh lắm. Mình Dạ. mò cho dễ hiểu thì mình làm chậm nhưng mà nhanh lắm cháu, nó tức tắc Dạ. tức tắc bụng cái tay là nó có là biết, có là biết, xuất hiện ý nghĩ là biết liền, có cái biết liền. Dạ. Bây giờ mình mới thì mình không chậm cho hiểu, thì có thể là mất mấy chục giây hay là một vài phút, cái nửa tiếng là một nhíu đó chứ không sao hết đó. Mình cứ tập từ 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 chắc nó sẽ nhanh hơn. Và lúc nhận ra rồi đó, nhận ra ý nghĩ chắc, thì đừng có chạy theo nó, vẫn ở với sự nhận biết. Bây giờ sự nhận biết của cháu nó một con ở đây đó, nhưng mà tại vì cháu chưa quen thôi, cháu chưa có nhận ra nó, thành ra cháu không xong có thực tư được nó nhiều.
cái cảnh mà không có gì đó đó chắc gọi là không gian nữa đó. Mình mô tả là như không gian đó. Không gian thì mình biết đó, đó nó vẫn ở đây, mà lúc mà cháu cảm được nó đó thì cháu thấy là rất là dễ chịu, cháu đi làm cháu không có ngại việc làm, tại vì cháu biết cháu không phải là những cái việc đó, cháu không phải là người đi làm cho hiểu. Thì đương nhiên mình đang có một cơ thể, mình đang sống ở trong thế giới này thì phải có tiền bạc, phải có việc, đúng không, để mà nuôi sống, để mà sinh kế chứ. Thì mình biết và mình đi làm cho hiểu, mình không có vấn đề, nó thoát ra thành vấn đề lắm. Cháu như cháu kể không, cái về mình đi đi làm về gặp cái anh ở trong nhà anh xịt bom 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 độc, bom khói để mới giết giặc đó. Bình thường cháu nói là cháu nổi giận đúng không, cháu sẽ cười nừ, cháu sẽ nói này nó nọ, tại vì bom độc thì nó độc cái phản ứng của một con người sợ bị hại bởi cái khí độc đó, cho nên mình sẽ phải mình sẽ gây ảnh, mình sẽ nói là tại sao làm, tại sao anh biết tôi làm về mà anh làm vậy mình nghĩ vậy đó đúng không, họ làm mà đâu nghĩ là tiền nó về tao cho nó nghỉ bùi lắm, nghỉ khỏi đúng không. Cái anh đó anh không nghĩ như vậy nhưng mà trong đầu mình nó vẽ như vậy đúng không, anh nên biết mình sẽ về mà mình giờ nên mình sẽ về tao sẽ làm về đó, mình nghĩ ra những cái chuyện như vậy đó từ cái tôi đó, cho mình sinh hoạt từ trong một cá thể đó, mình nhìn thế giới qua cái trung tâm là mình đúng không, tôi là cái trung tâm của vũ trụ, thành ra mình vẽ vời lên những câu chuyện như vậy, mình tin mình có thật, mình có thể bị hại cho nên tức là tất cả những cái đó đó. Tuần trước cháu biết là cái đó là một cái trò rất là bi kịch đúng không, một cái tuồng tuồng hài đó đúng không, cháu thấy nó buồn cười có phải con người rất là buồn cười. Thì đó đó chính cái đó, đó cái mà không biết mình cũng vậy, không biết mình là ai đó cháu đúng không, mình là cái sự nhận biết đó, mình có thể thấy được cái bản ngã của mình, thấy được con người của mình làm cái trò này làm trò kia, giận dỗi ganh tị lo sợ đó, tất cả những cái đó từ một cái niềm tin về một cá thể biệt lập không có thật đúng không giống như con rối đúng không, tôi được cho thấy cháu giống con rối lắm đúng không, nó là nghĩ cái này cảm cái kia rồi nó phản ứng theo. Bình thường công việc của cháu 2 năm nay là nói chung nó yêu cầu sự có mặt rất là cao suốt trong ngày á, yêu Thì cầu nhưng sự mà có mặt nó rất tốt lắm cao. cháu, bây giờ cháu cháu nhận biết cái sự kiện này, cái chuyện tình thức này, thành ra bây giờ có mặt chính là cái mục đích của cháu đó chứ, nhân duyên. Nhưng mà khi trong quá trình tỉnh thức á thì cháu cứ mãi mãi đi theo những cái suy nghĩ ở liên quan đến cái vật trong cái quá trình đó, thì cứ khi mà cháu nhận nhìn được chính mình thì chắc chắn là cháu không bị sai, nhưng mà vì là có nhiều thứ nó mới lạ ạ, cháu cứ mãi chạy theo nó thì cháu thấy vừa phải giữ mình ở lại, nó kéo mình đi, mình vừa giữ mình ở lại xong lại vừa công việc thì của cháu thì nó còn vừa phải có sự tập trung, còn mình vừa lại chấn tay nữa, vừa lại nóng nữa, chứ nó đến buổi sáng thì cháu ok, buổi sáng á hoặc lúc mà cháu ngồi quan sát thì nó rất ok rồi, thì không nói rồi, nó đẹp, nó thích làm chỉ thích ngồi, lúc đó cháu chỉ thích ngồi và quan sát thôi, cháu không thích đi làm, không không muốn vận động gì cả, chỉ thích ngồi và nhìn một vật gì đó hoặc là nhìn cái gì đó đó, thì cháu chỉ thấy là mình đang ngồi nhìn được, cháu có thể cảm được là mình đang ngồi nhìn. Còn nếu cháu mà làm việc nó nhanh quá hoặc là cháu đi vào một cuộc nói chuyện nào đấy nó là bị cuốn, cháu sẽ bị cuốn đi, cháu có khi lại quên mất chính mình và cháu làm bị sai này chứ, cháu làm làm gì đó, Đúng kể cả rồi, hôm nay nó phân tâm nhiều việc quá, nó phân tâm là nhiều việc quá. đến ngày hôm nay cháu quay lại cháu vẫn bị sai, cháu không lại là chứa lại là cái phong độ mà trước lúc cháu xảy ra quá trình đó, trước lúc cháu xảy ra quá trình đó là công việc của cháu là luôn luôn xác nhận, phải xác nhận mã số đúng mã số đưa vào, nói chung lúc nào trong một ngày cháu luôn luôn phải xác nhận, phải phải cần sự có mặt rất là nhiều, thì chắc là cùng điều đấy. Nhưng mà duyên lành đến với cháu thì bởi vì cháu cũng không cầu mong rồi không tìm hiểu về sự tỉnh thức, không biết gì về tỉnh thức hết, thì tự nhiên cái chuyện này nó đến với cháu thì cháu chỉ cảm nhận nó như là một duyên lành thôi, dù nó cháu cố gắng đang hiểu nó, nhưng bây giờ nó đi qua rồi thì mình có được cái khoảnh khắc đó là mình đã may mắn lắm rồi, thật sự là nó rất là may mắn với cháu. Cháu có một bài học rất là lớn hiện tại bây giờ thì cháu được cảm được một bài học rất lớn, mỗi khi mà cháu làm có một suy nghĩ gì xấu gì đó thì cháu chỉ nghĩ lại cái khoảnh khắc đó là
Cái lúc đó mình ngồi đó và mình đã nghĩ ra mình không được phép làm những việc như thế ở cái khoảng thời gian mà mình đang đang là mình đó. Thì hiện tại bây giờ cháu đang mang bài học đó thôi, chứ về cảm ơn, có một sự biết ơn cái duyên lành đã đến với cháu, cháu được trải nghiệm một tuần qua như vậy. Trên kênh của chú có nhiều clip tỉnh thức chú nói chuyện với các bạn đó, như đang nói chuyện với cháu vậy này, nhiều lắm. Cháu cứ nghe đi, cháu sẽ Dạ. hiểu hơn, cháu sẽ thấm hơn cái điều chú nói. Dạ. À, có những điều đó chú nói chuyện với các bạn khác đó, cháu sẽ nghe và cháu nhận ra cháu cũng có cái đó, cháu cũng có cái nhận thức đó. Dạ. Tại vì thực ra cái tỉnh thức thì nó tự tựa như nhau đó, cháu, nó là sự nhận biết hết. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng mà nó khác nhau đó, thành ra mình dễ, giúp cho mình dễ nhận ra những cái khác hơn. Nghe những cái clip tỉnh thức của các bạn khác đó, nói chuyện đó, mình nhận ra Dạ. nhiều hơn cái cháu, là nó giúp cho cháu nhận ra được cái sự tỉnh thức nó vẫn còn ở đây, chỉ có là mình phải tập để mình nhận ra nó thôi và mình ở với nó thường hơn. Thì mục đích đó là ở với sự có mặt đó cháu, gọi là hiện diện đó, đó. Trong trong cái Kundalini sức mạnh hiện tại gọi là hiện diện đó. Yeah. Cái sự hiện diện thành ra đó, à, bây giờ đó là cháu biết cháu là ai rồi, cháu là sự nhận Yeah. biết của tuần trước đó. Bây giờ nó chỉ lặng hơn, sâu lặng hơn trong trong cái hậu trường thôi, nó không có rồ rạc ồ ạt như là tuần trước, không có rõ như tuần trước, nhưng vẫn ở đây chắc. Yeah. Thì từng dần dần đó cháu sẽ không có bận tâm nữa, à, dần dần cháu sẽ ổn định hơn với cái tâm thức bình thường này này, cái bây giờ nó bình thường này đó. Cái này chính là cái mình trở về đó chắc. Cái tuần trước nó chỉ là một tuần tăng mật thôi. Nó qua Yeah. rồi. Sai lầm là muốn tìm lại cái chỗ đó đó chắc. Mình tưởng mình Yeah. đã được cái chỗ đó. Không có. Nó là một trải nghiệm. Có thể bạn sẽ trở lại được. Trong một tình cơ nào đó. Cho nên muốn tìm là không gặp được. Muốn tìm không gặp được đâu. Có thể Yeah. cháu tập đi rồi cháu sẽ lại trở lại cái đó vài lần. Chú đã từng trở lại cho đó nhiều lần chắc. Mà Yeah. mình trong đời mình đặt mục tiêu đó để mình trở lại cho nó không được đâu chắc, nó phải từ nó ra mới được. Thì bây giờ cháu cứ có mặt, thực tập có mặt, thực tập có mặt kiểu như phải làm cái gì, thực ra nó không có, mình chỉ đừng có chạy theo những cái suy tư, những cái thói quen, những cái cảm xúc trong mình nó lên đi chắc, đừng có chạy theo nó. Biết cái chữ là biết, biết nó à đây mình nói ra lời để cho nó rõ thôi, nhưng mà nó ra cho biết rồi. Cái biết nhận biết đó đâu có tiếng nói đúng không, nó là sự nhận biết nhanh chóng vô cùng. Ý nghĩ ra Dạ. biết trong mình đang có cảm xúc gì mình biết, là chỉ cần biết vậy thôi, và biết mình là cái biết chứ mình không phải là cảm xúc hoặc là ý nghĩ cho thân đó, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ cháu làm việc á, cần sự tập trung á, rất là tốt cho để thực tập chắc Dạ. là à, qua cái mã số nó giống mã số này không được à, làm cái việc tiếp là cái gì đó đây. Có mặt như vậy đó, vì công việc Dạ. yêu cầu đó, thành ra cháu thực tập ở sở rất là tốt, vì công việc Dạ. yêu cầu cháu biết cháu là cái sự nhận biết này này, mình coi này, cái mã số này, mã số cháu hiểu từ như dân dân cháu sẽ ổn định, là với cháu sẽ không có bận tâm về những cái muốn biết muốn hiểu, chuyện xảy ra tuần trước, chuyện xảy ra 10 ngày này, cháu hiểu tất cả những cái đó lộn xộn lắm, bây giờ nó lộn xộn từ đó, từ từ cháu ổn định lại, cháu nghe lại Dạ. cái clip này, cháu xem những clip trên kênh chủ, cháu sẽ ổn định Dạ. lại và cháu sẽ làm việc một cách dễ dàng hơn, mà sẽ thưởng Dạ. thức hơn nữa, tại vì biết mình đang thực tập đó, đi Dạ. làm là thực tập có mặt cái chắc đúng không, và được trả Đúng lương, rồi, đúng rồi. được trả Được lương trả nữa đó. lương Nếu mà á. cháu được thực tập mà được trả lương thì đúng là cái việc này là quả quý đó. Tuyệt vời đúng không, Rất mà phải, tuyệt vời. đó là mới yêu cầu phải có mặt đó, thì chính cái công việc của cháu đó đang là huấn luyện cho thêm đó. Nó là cái môi trường như là thực tập với sự nhận biết, và cháu sẽ làm việc có hiệu quả hơn và ít lỗi lầm hơn, lúc mà nó bớt những cái suy nghĩ về cái này, về cái kia, về cái gì xảy ra đây tuần rồi là cái gì, tất cả những cái đó đó nhá, nó nhiều cái dấu hỏi và nhiều cái hỗn độn lắm ở trong mình, nhưng mà dần dần cháu sẽ ổn định lại và làm việc sẽ có hiệu quả hơn và thưởng thức hơn, thưởng thức công việc hơn. Thì còn nếu mà cháu làm được công việc ấy, mà cháu thưởng thức sự có mặt đó đó, thì lúc mà cháu xong công việc, cháu về nhà, cháu đi đâu cháu cũng rất là enjoy, tại vì cháu đã ra được qua đúng cái đai của hiện diện rồi, cháu biết hiện diện là cái gì đấy đó Cho biết rồi, cho biết rồi. đó.
thì bây giờ Nếu công không việc hiển nhiên nó xả dù không hiển nhiên nó đó đó xả không hiển nhiên là theo bằng ngã là chạy theo suy tư đó. Cháu đọc ngay. bây giờ cháu đọc là sức mạnh hiện tại đi, cháu đọc sức mạnh tại cháu sẽ hiểu ông cái thường muốn nói cái gì, ông nói về cái sự hiển nhiên đó, cái mà ố mình đó này hả? Hả? Còn về cái ý nghĩa này không phải mình đâu đó, giống như cháu nhìn ra thế gian đó, thế gian không phải là mình đúng không, mình là sự nhìn thấy. Có cái sự ngược nhau như đây là trong quá trình tỉnh thức thì cháu ngồi thì cháu có mặt, cháu làm thì nó cứ bị cuốn đi. Còn cái lúc mà trước khi tỉnh thức ấy, thì khi cháu làm thì cháu có mặt rất là nhiều, nhưng mà đến lúc cháu ngồi ấy, thì cháu lại trôi đi đâu ấy, chứ cháu không không ngồi đấy nữa. Bởi vì làm đi phải cần nêu cao tập trung vậy. Thì cái thói quen nó mình suy nghĩ với cháu, tại vì cháu ngồi đó thì cháu không làm gì cả, thì giống như mình không có tập trung giống như lúc bình thường, phải bình thường mình tập trung lúc mình làm việc mình phải tập trung, nếu không làm trung không tập trung thì nó không làm được, thì nó thói quen thôi, thói quen suy nghĩ đó, thì dần dần đó cháu sẽ ngồi yên được và không suy nghĩ, thì thực là sự nó thói quen cháu nó chuyển mốt chuyển cái hệ vận hành à, hồi nãy cách đây khoảng 50 phút gì đó cháu chú cũng cảm được cái sự hiện diện nó là của chú và cháu đó, các em nó tạo nên một cái sự gì giống như là mình gọi là giao thoa đó, nó mạnh hơn bình thường. Trong một cái nhóm thiền cái chắc mà mọi người đều có sự có mặt hết, lắng nghe có mặt, cái năng lượng nó mạnh lắm chắc, thì thường mỗi buổi cuối tuần chú có một cái buổi vấn đáp trước xong đến thiền, thì nhờ có vấn đáp trước đó, đó thành ra mọi người có mặt cái chắc đến lúc vô thiền nó rất là dễ vô sâu, vào trạng thái mà nhận biết sâu lắm chắc, vào tới bên cần bên trong lắm. Tới bên trong luôn. Em muốn hỏi gì nữa không? Cháu là chắc là cũng hết rồi, chứ chỉ có quá trình là giờ cũng mong câu chứ nữa, là cháu hiểu những gì chú có nói đó, chú chia sẻ đó, cháu cảm ơn. Thì giờ cũng ổn định lại đi làm thôi, cũng không mong câu gì về cái tuần trước nữa, nên là cố gắng ổn định Thì lại đi đúng làm rồi, thiên ông cầu cũng có được, muốn trở lại cũng được, nhưng mà để tự nhiên vậy đó thì nó sẽ có thể trở lại, cái cơ hội là cao hơn à. Thì bây giờ cháu biết cháu là cái gì đó, có mặt, cháu là gì sự có mặt hiện diện thì nhận biết đó, thì mình tập ở với cái đó thường hơn, và nó, dần dần nó cháu sẽ thoát ra được nhiều cái thói quen cũ đó, cháu sẽ nhận ra nếu mà cháu vô lại mà mình không biết ấy, sẽ khó chịu, nó căng nó khó chịu là cháu sẽ nhận ra ủa có cái gì đây tại sao nó căng. Nhiều lúc cháu trong mình nó có nhiều thói quen lắm, con người trước đây của cháu đấy là nó theo chạy theo suy nghĩ tưởng mình là có thật đó, tất cả những cái đó nó còn đó, thì nó nằm những cái bước mình chưa đi qua đó, bây giờ cháu tập để đi qua những cái chỗ mà nó vẫn còn mê mờ đó, những con sai lầm đó, sai lầm là mình nghĩ mình là có thật, nói tỉnh thức là nhảy từ A tới Z, thì bây giờ những cái bước B C D đó mình phải đi qua thay không, những cái gì còn lại đó thì đó là cái con đường thôi, thực tập, và cháu sẽ có nhiều niềm vui sâu sắc hơn nếu mà cháu vẫn thực tập cho hiểu, để vượt qua những cái mình chưa đi qua, thì mỗi lần vượt qua được một cái nó mạnh nó khỏe nó vui nó dễ chịu nhé, có nhiều niềm vui. Một câu hỏi của cháu muốn hỏi là, vậy giờ mình hiểu cái trạng thái tỉnh thức này theo một cái cách hiểu tâm linh, hay là theo một cái cách hiểu về khoa học, là một cái gì đó, một năng lượng gì đó siêu nhiên, hay là một cái quá trình phát triển của não bộ mình, hay là sao, mình phải hiểu theo khái niệm nào thì mới đúng không? Có học thì họ cũng hiểu theo 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 như vậy, nhưng mà nó là một cái trải nghiệm tâm linh chắc, một cái sự nhận biết là một cái phần của tâm linh à, não bộ mình đó, giống như cái radio đó,
từ nó không có, từ nó không có phát phát đai được, nó phải có bộ, nó có một cái trung tâm phát sóng, thì mình đó, con người mình dùng cái radio cho mình ra được vào cái đai đó, nhưng mà nó phải có trung tâm phát sóng, nó phát sóng ra đó rồi những cái radio nó mới bắt được sóng, các hiểu không? Thì mọi người cái sự nhận biết là nó bao trùm trong vũ trụ này, thì mọi người mình dùng cái radio vậy đó, mình ra được cái sóng ra thì mình đi à à đấy nè à, vậy đó là tuần trước là đó bắt trúng đài đó. Hạnh phúc quá. Thì con người sinh ra cuộc đời này chẳng vì giống như một cái game đó, một trò chơi đó, mình sinh ra mình biết mình từ đâu tới, mình biết cha mình đẻ mình ra, mẹ mình đẻ mình ra, nhưng mà thực sự ngoài cái đó ra đó, mình không biết mình là cho ta mình thấy người mình biết mình ở, mình đẻ ra làm chi vậy, đúng không? Đời sống nó sao nó khổ đồ, nó khó chịu vậy, không hiểu được đời sống nó khó 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 hiểu quá và đầy thử thách lắm chắc. Thì đó là một cái người đó mà bị đẻ vào một thế giới mà không biết cái chỗ này chỗ nào, không biết mình là ai. Tỉnh dậy không biết biết mình là ai, tại sao lọt ở đây trong cái bây giờ phải đi làm phải đủ thứ chắc đúng không, lo sợ đủ hết, đó là cái trò chơi đấy chắc. Thì làm sao để nhận ra được mình là ai đó trong cái hỗn độn này nè, thì cháu đã nhận được từ trước đó. Cháu đã nhận được à, tất cả những cái này là cái thử thách để cho mình tìm ra mình là ai đó. Thì bây giờ cháu đã nhận được cái đó rồi, bây giờ cháu làm sao để sống được cái đó là mục đích, làm sao mà sống được với sự nhận biết đó và nhận ra những cái thói quen cũ trong mình nó đang ra, nhận ra nó. Ví dụ như cháu với bạn gái có thể gây nhau thói quen mà nói câu đó dần dần mình phải phản, mình nói lại câu gì đó nó gây nhau, nhưng rồi cháu nhận ra của lại cái tao này nữa. Anh xin lỗi. Cái này là thói quen thôi đó. Thế, thế con thì càng nghe thân thiết hơn, đi tới hướng thiền đúng không? Thì bây giờ cái hướng cái thiền của cháu ở đây chính là thiền biết, cái đó là cái điều mà cao nhất trong trong một con người chắc, cái bản chất của mình ấy. Thành ra qua hiện cái và việc làm sẽ giúp cho cháu đi tới xa hơn trên đường thực tập, đường tâm linh. Những cái khó khăn trong đời sống, trong quan hệ nước ái, trong công việc, trong quan hệ với người khác sẽ giúp cho cháu nhận ra những cái thói quen ở trong mình, những cái suy nghĩ cũ trong mình nó vẫn còn nhiều chứ. Đây là bước bước đầu thôi, nó còn còn nhiều cấp bậc lắm. Thì mục đích là ở được với sự nhận biết này, nếu mà thực tập được một rốt ráo đó, một ngày là 24 giờ ở trong sự nhận biết này chắc, và cái gì cần làm nó sẽ xảy ra chắc, mình sẽ biết làm, mình sẽ biết mình cần làm đấy. Còn bây giờ là con người là cái suy tư suy tư suy tư tháng chạy nhau nhau cả ngày vậy đó, nó mệt lắm mà nó tốn năng Đúng lượng, nó không có nhiều khi cháu không biết bên 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 cháu sao, nhưng bên chủ đó lái xe đi làm chắc, nên mình lọt vào suy tư đó, mình lái sao về tới nhà không biết sao về được. đúng rồi Trên đường, trên đường cái đầu nó cứ suy tư suy tư suy tư, không có thấy đường, không có thấy cây cối, không thấy đường xá hết trơn. Nó vậy đó, đó là con người chắc, con người ai cũng vậy đó. Thì lúc mà mình có chuyện biết mình nhận ra ủa cái suy tư này đâu phải mình đâu, mình là cái nhận biết này, cảm nhìn thấy ra luôn rõ lắm. cái cháu thời gian có cái thời gian sáu bị nặng mà cái suy nghĩ của cháu mà cháu có buột miệng đã cháu nói luôn nhá, nói mà không biết mình nói thì Thì lúc đó giật mình cháu tự nhiên mình nói cái suy nghĩ của mình đã vậy thì đó nó là đang ở giống như đâu trong giống như trong cuốn Tolly nói đó. Cái bà mà mình gọi là điên đó, trên cái tàu điện ngầm đó. Bà nói làm nhảm nhưng mà tranh cãi với ai đấy đó, thì trong mình vậy đấy chắc, mình có câu chuyện thôi mình nói. á. Làm sao mà thấy được công việc phát chắc, làm sao mà thấy được cái người trước mặt mình là ai được, suy tư bận rộn, suy tư bận rộn. Bây giờ chủ phải ngưng ở đây không đi làm. Rồi cháu rất là cảm ơn chú, À rất cảm ơn chú buổi chia sẻ hôm nay, à thực sẽ sự có dịp luôn đó là, sẽ có dịp nói chuyện thêm ha cháu, có dịp nói chuyện thêm. rồi cháu sẽ tìm hiểu với nhóm thiên đi, có gì nhóm chú mọi người giúp đỡ cháu, Rồi, có gì cái thắc mắc cháu cứ hỏi chủ ha. cháu cảm ơn ạ, À chú bài chú chào chào. chào chào chú.